Xin chào, chúng tôi là những bông hoa đồng tiền. Còn chúng tôi là hoa thực dương. Tôi là hoa hướng dương. Nhiệm vụ chính của chúng tôi tất nhiên là làm đẹp cho đời rồi. Thế nhưng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt và gặp gỡ những con người đặc biệt. Bởi vì chúng tôi là những bông hoa biết nói. Hồi bé thì mình có thấy một cái cô lao công đó bị chảy máu vì cái bịch thủy tinh mà ai đó vứt ra mà không có được bọc. Cho nên là cái hình ảnh nó ám ảnh mình đến bây giờ. Và đó là lời mình luôn luôn muốn làm một điều gì đó. Thứ nhất là để cảm ơn họ, và thứ hai là để nâng cao ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường. Đó là sứ mệnh của những bông hoa nói trong suốt hơn 3 năm qua. Cùng với những thông điệp về cuộc sống, về môi trường, gửi gắm những yêu thương đến với những người lao công trong thành phố và lan tỏa đến cộng đồng. Mình nghĩ là tại sao mình không nhờ chính những cô lao công, những cô chú lao công này đưa ra những thông điệp để mang tính thuyết phục hơn. Thế nhưng mọi thứ không hề đơn giản. Em chỉ muốn tặng em một bó hoa thôi. Không. Dạ, phải. Biết cái này rồi. Dạ. Thôi chưa có giờ em kêu hết. Dạ. Biết rồi, nó phiền hả? Dạ. Rồi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Dạ, không sao ạ. Cảm ơn anh ạ. Không sao, mình sẽ lại đi tiếp. Chị cho em tặng chị một bó hoa nha. Thôi được rồi, em cho người khác đi. Đầu tiên khi mà họ nhận được bó hoa thì họ giống kiểu là họ nghĩ là nhầm người ấy. Bởi vì tại sao lại tự nhiên lại tặng hoa cho tôi với anh đâu có quen biết nhau đâu. Nhưng mà sau khi mà mình giải thích cho họ thì họ rất là cảm động. Rồi, em tặng chị nha. Rồi, chị dạ, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Em có một cái tấm bảng này là đã uống rượu bia thì không lái xe. Cái giống câu kiểu... này là chị thích nhất á. Dạ. Uống rượu bia thì tấp vô lề, vô quán cà phê ngủ giúp đi về. Chị sợ cho chị né cho chị, nhưng mà chị cầu nguyện cho người ta, đừng đụng tới người khác, sợ lắm. Dạ. Chị đi đường gì gặp hoài à. Cảm ơn chị Vi nhiều nha. Dạ. Coi như là một ngày hạnh phúc. Dạ. Chà, vậy là sứ mệnh của chúng tôi đã thành công rồi. Cứ thế, cùng với thành viên của Hoa Nói, chúng tôi rong ruổi đi khắp thành phố và gửi đi những tâm huyết cùng với họ. Hãy làm ơn vứt rác vào thùng cho đúng nơi quy định. Thì như vậy là bạn đang giúp những công việc của họ bớt một chút gì đó mệt nhọc hơn.